Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa giờ Việt Nam ngày 11 tháng 11 năm 2016. Nguyễn Trung kính chào quý vị. Việt Nam lên tiếng về thắng lợi của tỷ phú Trump. Tổng thống đắc cử của Mỹ buông TPP, Trung Quốc đắc lợi. Ông Trump không giải quyết vấn đề Biển Đông trong nhiệm kỳ đầu và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Việt Nam hôm 10 tháng 11 chính thức lên tiếng về chiến thắng của ông Donald Trump trước bà Clinton và bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ toàn diện Hà Nội-Washington. Đáp lại đề nghị bình luận của VOA Việt ngữ về thắng lợi của Tổng thống đắc cử Donald Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết qua email rằng Chủ tịch Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đúng ngày kết quả bầu cử được công bố. Tỷ phú bất động sản đánh bại đối thủ Đảng Dân Chủ hôm 9 tháng 11 sau khi thu hút được sự ủng hộ của nhiều cử tri tại các bang chiến trường như Florida hay Pennsylvania. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn điện mừng trên nói, xin trích, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ và mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc mối quan hệ đối tác toàn diện, chiến lược, theo thực chất ổn định, bền vững, lâu dài, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, quốc phòng, an ninh, cũng như tăng cường hợp tác về các vấn đề khu vực và quốc tế. Hoa Kỳ là một trong ba đối tác chiến lược toàn diện của Hà Nội, được quan chức hai nước xác lập trong chuyến thăm tới Nhà Trắng hồi năm 2013 của nguyên thủ Việt Nam khi ấy là Chủ tịch Trương Tấn Sang. Với một chính quyền mới sắp lên nhậm chức, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VOA Việt ngữ, cho rằng quan hệ Việt-Mỹ trong thời gian tới sẽ không có nhiều thay đổi vì bang giao hai nước thời gian qua đã được thúc đẩy nhờ cả Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Ông Trường nói thêm rằng Việt Nam sẽ tìm hiểu, tiếp xúc và tìm cách thúc đẩy quan hệ đối tác lên một tầm cao mới. Nhưng mà cái này nó phụ thuộc vào chính quyền Trump. Nhưng mà tôi nghĩ là ông Trump muốn lãnh đạo làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại thì ông Trump không thể lãnh đạo nước Mỹ trong chân không. Mà lãnh đạo nước Mỹ trước hết là làm cho nước Mỹ mạnh, nhưng đồng thời là từ nước Mỹ đó mà lãnh đạo thế giới. Cho nên là cuối cùng vẫn cần những cái khu vực như châu Á, Thái Bình Dương vẫn nằm trong trọng tâm của chiến lược toàn cầu của Mỹ. Thì Việt Nam nó cũng nằm trong một bối cảnh như vậy. Nhận định với VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Đình Hà, một ứng cử viên độc lập từng chạy đua vào Quốc hội Việt Nam, cho rằng có thể ông Trump sẽ thay đổi chính sách xoay trục của Tổng thống Obama. Và nếu vậy, Việt Nam sẽ là một trong những nước chịu ảnh hưởng khá lớn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông. Ông Hà cho rằng, việc Hà Nội tiếp tục xích lại gần Mỹ là điều cần thiết, nhưng chính phủ mới của ông Trump có đón lấy cánh tay của Việt Nam hay không mới là điều quan trọng. Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Đại Phượng, nguyên trưởng ban quốc tế của báo Tiền Phong, nói với VOA Việt ngữ rằng chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam về cơ bản không có tác động nhiều. Quan hệ Việt-Mỹ phát triển mạnh trong năm nay, nhất là chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam của Tổng thống Barack Obama và mới nhất là chuyến công du Hoa Kỳ của ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tương lai của thỏa thuận mà Việt Nam kỳ vọng đang ở thế bấp bênh sau khi ông Donald Trump đắc cử, trong khi Trung Quốc có tham vọng nhảy vào thiết lập một khu vực thương mại tự do mới ở châu Á-Thái Bình Dương. Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử đầy tranh cãi, tỷ phú bất động sản Mỹ luôn bác bỏ và chỉ trích Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, mà Tổng thống Obama luôn ca ngợi, gọi đó là một thảm họa. Ông còn cáo buộc đối thủ Hillary Clinton từng hậu thuẫn thỏa thuận thương mại tự do mà ông cáo buộc giúp công nhân các nước khác, trong đó có Việt Nam, đánh cắp công ăn việc làm của người Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ rút Hoa Kỳ khỏi hiệp định này. Dù ông Trump đã tuyên bố thắng cử, kinh tế gia Hà Huy Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững, nói với VOA Việt ngữ rằng việc xóa bỏ vai trò của Mỹ trong TPP không phải là điều dễ dàng. Ông Thành nói thêm. Chắc ông nói thế thôi, chứ ông cũng không phải đơn giản mà ông nói là ông làm được. Và làm được thì ông phải tính toán đến lợi ích của nước Mỹ, lợi ích của những bạn đồng minh của Mỹ. Sẽ không có cái điều đó xảy ra, chỉ có điều là nó sẽ phát triển mạnh hơn và tốt hơn như thế nào. Hay là nó phát triển cầm chừng, hoặc là nó có thể có những mặt này mặt kia là gián đoạn, nhưng mà hoặc là kém phát triển. Chắc không có cái điều đó xảy ra. Báo điện tử VN Express hôm 10 tháng 11 dẫn lời Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nói rằng hiện chưa thể đánh giá kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ảnh hưởng thế nào đến TPP,
song quan điểm của Việt Nam là luôn sẵn sàng hội nhập, cạnh tranh. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cũng được dẫn lời cho rằng từ chiến lược tranh cử của ứng cử viên đến tổ chức thực hiện khi nhậm chức cũng có thể có khoảng cách. Và khi xem xét lại toàn bộ TPP với tư cách một tổng thống, ông Trump có thể sẽ thấy mục tiêu của hiệp định là gì và cái lợi của doanh nghiệp Mỹ ra sao để có hướng đi phù hợp. Trong bối cảnh tranh tối tranh sáng về TPP, hãng tin Reuters hôm 10 tháng 11 dẫn lời quan chức Trung Quốc nói rằng tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Peru cuối tháng này, Bắc Kinh sẽ mưu tìm hậu thuẫn cho một thỏa thuận về khu vực thương mại tự do ở châu Á-Thái Bình Dương do Trung Quốc dẫn đầu. Cây viết Matt Rivers nhận định trong mục Politics, chính trị của trang web thuộc đài CNN rằng ông Donald Trump, tổng thống thứ 45 của Mỹ, sẽ không sửa chữa vấn đề Biển Đông trong nhiệm kỳ đầu. Biển Đông có nhiều tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và một số bên khác. Trong những năm gần đây, việc Trung Quốc mạnh bạo, giành giật và xây đảo nhân tạo ở vùng biển đã gửi tín hiệu báo động đến Mỹ. Washington lo ngại sự bành trướng của Trung Quốc cuối cùng sẽ giúp nước này ngang nhiên kiểm soát tuyến hàng hải có lượng hàng hóa trị giá hàng nghìn tỷ đô la qua lại hàng năm, mang lại cho Bắc Kinh tầm ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại tự do. Mặc dù vậy, phóng viên Matt Rivers của CNN cho rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều tiến hành trận đấu lâu dài ở Biển Đông. Ông nêu ra thực tế là các đảo nhân tạo mới của Trung Quốc và các trang thiết bị của họ sẽ không sớm biến mất. Trong khi đó, quân đội Mỹ đã chuyển trọng tâm sự chú ý của họ tới Trung Quốc nhiều hơn. Cả hai điều đó, theo Matt Rivers, đều là chiến lược dài hạn và cả hai nước đều có nguồn lực để thực hiện. Ông nhận định việc hai cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng ở Biển Đông có tuyến hàng hải chiến lược là một trận đấu sẽ kéo dài. Khi tranh cử, ông Trump cam kết sẽ tăng cường sức mạnh quân sự của Mỹ, nhất là hải quân, nhưng ông không nói gì nhiều về cách tiếp cận của ông đối với việc Trung Quốc ngày càng táo bạo ở Biển Đông. Hàng nghìn người mang biểu ngữ và hô to khẩu hiệu Tổng thống đắc cử Donald Trump trên nhiều đường phố khắp nước Mỹ hôm 9 tháng 11. Người biểu tình phản đối chiến thắng của ông Trump, cho ông là người phân biệt chủng tộc, là kẻ ghét phụ nữ. Tại thủ đô Washington, D.C., người biểu tình phản đối chính sách di dân của ông Trump ngay chính khách sạn mang tên ông vừa mới khai trương. Còn tại Los Angeles, San Francisco, Portland và Seattle, người dân biểu tình khắp đường phố gây tắc nghẽn giao thông. Họ giận dữ vì ông Trump đã chiến thắng bà Clinton. Tin cho hay một số người biểu tình bị bắt và có gây bạo lực ở Oakland, California. Người biểu tình đốt rác ngoài đường và đập vỡ cửa kính, cửa hiệu. Một người dân ở Chicago nói với hãng tin AP rằng ông Trump sẽ làm chia rẽ đất nước và gây nên thù hận. Nga nồng nhiệt hoan nghênh thắng lợi của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Các quan chức, nhà phân tích và công dân bình thường dè dặt hy vọng rằng điều này có thể mở ra một trang mới trong quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 11 đã chúc mừng ông Trump, nói rằng ông hy vọng sẽ làm việc cùng với vị Tổng thống Mỹ tiếp theo để đưa quan hệ hai nước ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Trên các đường phố của Moscow, chiến thắng của ông Trump được hầu hết người Nga hoan nghênh. Ngay cả trước khi các phòng phiếu sau cùng đóng cửa, chứng khoán tương lai Dow đã bắt đầu rớt giá tới mức báo động. Giá chứng khoán trên thị trường châu Á gần như rơi tự do, trong lúc các nhà đầu tư châu Âu so sánh kết cục của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ giống như kết quả bất ngờ của cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 6 khi nước Anh quyết định rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Mặc dù giá chứng khoán ở Mỹ đã nhanh chóng hồi phục, một số nhà kinh tế nói rằng việc ông Trump đắc cử Tổng thống sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế Mỹ. Thông tin viên chuyên về thị trường của VOA nói rằng bất chấp thương mại toàn cầu có thể chịu những hậu quả, giá của nhiều loại chứng khoán đã tăng. Giá thương phẩm quốc tế cũng tăng, khuynh hướng bảo hộ kinh tế dự kiến sẽ được đẩy mạnh hơn. voatiengviet.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế. Chính trị, đời sống xã hội, tình hình Biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng Internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiengviet.com để học tiếng Anh. What do you think it means when people say this? Tương tác với blogger. Tìm hiểu thế giới xung quanh.
Đăng ký voatiengviet.com để được kết nối với thế giới. Phun hóa chất, theo dõi và thu hoạch hoa màu đều là những công việc tay chân tốn thời gian đối với nông dân. Giờ đây, các nhà nghiên cứu đang phát triển một robot có thể giải quyết một số công việc này bằng cách sử dụng nhận dạng tần số vô tuyến điện. Thông tin viên đài VOA tường trình thêm chi tiết về robot đa chức năng có thể giúp nông dân tiết kiệm chi phí. Robot có gắn camera và những cảm biến tần số vô tuyến điện này đang di chuyển qua vườn nho. Nó đang thực hiện một nhiệm vụ thử nghiệm phun hóa chất lên các cây nho cần được xử lý. Nguyên mẫu có tên Idabot được phát triển bởi một nhóm kỹ sư ở Đại học Tây Bắc Nazarene tại Nampa, Idaho. Bạn có thể lập trình cho Idabot cây số 1, cây số 5 cần phun hóa chất. Mỗi cây sẽ có một thẻ nhận diện tần số vô tuyến điện. Idabot sẽ sử dụng tín hiệu từ tấm thẻ để xác định nó đang ở cạnh cây nào. Khi nó ở bên cạnh cây số 5, nó sẽ phun hóa chất vào cây số 5. Khi nó ở cây số 1, nó sẽ phun hóa chất vào cây số 1. Ông Josh Griffin, một trong những người đứng đầu dự án cho biết, robot tự hành có thể kết hợp với các công nghệ khác như thiết bị bay giám sát không người lái. Nó mang theo một camera đa phổ để ghi lại hình ảnh của những cây nho hoặc cây ăn quả để xử lý trong chương trình máy tính. Trong trường hợp này, màu đỏ càng nhạt thì cây càng cần xử lý hóa chất. Ông Griffin nói, robot sẽ giúp nông dân tiết kiệm chi phí lao động và phun hóa chất ít hơn nhiều so với việc phun đại trà. Không cần con người can thiệp, nó tự động phun hóa chất với áp suất rất thấp. Vì thế, rất chính xác, hóa chất được phun vào nơi bạn muốn, chứ không ra ngoài các khu vực khác. Nhóm nghiên cứu bao gồm các sinh viên và giáo sư cũng phát triển một ứng dụng đếm trái cây có thể gắn vào Idabot. Đó là một hệ thống ước tính chính xác năng suất cây trồng. Chúng tôi sẽ sử dụng 4 camera, màu, bức xạ hồng ngoại gần và lập thể để có thể chụp ảnh từng cây một trong lúc Idabot di chuyển dọc theo vườn cây ăn quả. Và sau đó chúng tôi sẽ sử dụng những hình ảnh này để tạo ra một chương trình máy tính để ước tính số lượng quả trên mỗi cây. Những nông dân giống như anh Michael Williamson, người sở hữu một vườn cây ăn quả ở Colwell, Idaho, đang mong muốn được thử nó. Tôi rất háo hức về thử nghiệm này, về chiếc máy có thể đếm hoa quả. Chúng tôi có thể đưa ra giá tốt hơn cho khách hàng nếu đặt hàng trước hoặc mua trước nhiều tháng, đôi khi rẻ hơn đến 20%, và đó là phần quan trọng của việc đếm hoa quả. Ông Griffin ước lượng, một Idabot đơn giản chủ yếu sử dụng công nghệ nhận diện tần số vô tuyến điện sẽ có chi phí tương đối thấp. Chúng tôi dự đoán rằng giá cả sẽ khá là phải chăng, cỡ như mua một chiếc xe tải hoặc thứ gì đó tương tự. Các nhà nghiên cứu hy vọng chi phí các nông dân tiết kiệm được khi sử dụng robot đa năng sẽ có lợi cho người tiêu dùng khi giá trái cây thấp. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA tiếng Việt, kênh YouTube VOA tiếng Việt Video, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Nguyễn Trung xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin lần sau.